Khá nguy hiểm. Vào. Tỷ số của trận siêu cúp đã được mở. Đã có một tình huống chạy chỗ rất hợp lý và khôn ngoan. Trong tình huống này thì cũng phải nói đến cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An đã phá bóng không chính xác. Người đã không phá bóng được trong tình huống vừa rồi là Xuân Mạnh. Bóng đã đến vị trí của Thiago. Và Thiago đã có một pha đệm lòng cận thành chính xác.